Sau một thời gian là tâm điểm gạt đá của số đông mạng, phải nói rằng Mina Phạm Bà Xóm Đại Gia Minh Nhựa rất chịu khó tiếp thu những màn bóc phốt góp ý của dân mạng dành cho mình. Bị nhắc nhở chuyện chôn hình của nữ bốt dơ nổi tiếng, Mina liền quỷ ngay một ekip hùng hậu chỉ chuyên đi tự sướng cho mình và ông xóm. Bị chê phong độ nhan sắc lồi lõm, đi thẩm mỹ này khác, Mina liền đăng ngay clip cận cảnh khuôn mặt dí nhảnh rồi thêm cả ta tớt chia sẻ bí cấp tốc làm đẹp. Khác khen cho tinh thần cầu thị của bà mẹ trẻ. Tuy nhiên, chán xăm soi chuyện ảnh, giờ cư dân mạng chuyển lịch sự soi cái khác. Thế cũng tội, ai bảo Mina nổi bật quá cơ. Nếu theo dõi trang cá nhân của bà xóm Minh Nhựa thì nhiều người sẽ nhận ra Mina Phạm trước đây rất thích đăng ảnh ảnh sữa tan nát kèm theo những câu cô ôt tiếng Anh kiểu dạng như An intelligent person is like a river, theo đi bơ theo let noise xe người không ngoan giống như dòng sông, càng sâu càng tĩnh lặng. Đăng Facebook theo tỷ lệ quý tộc của Mina Phạm, ảnh chỉnh màu ảnh tung chảo các sân tiếng Anh. Tuy nhiên, gần đây cô thê thiếp thị phi của Minh Nhựa đã đổi lịch sự công thức mới, ảnh xịn miệng cắt sân dài như sới, trích dẫn nguyên cả bài học cuộc sống, nhân sinh, tình yêu, gia đình, thê thiếp chồng, thiếu nữ. Vào ta tớ, bỗng dưng, ai cũng thấy Mina Phạm thâm thúy hơn hẳn, đúng với tuổi U30, mặc dầu mấy câu chuyện sơ điếp đó cũng đều là đi mượn. Nhưng ai rồi cũng phải khác. Giờ Mina đã thâm thúy từng trải lắm rồi, thích những chuyện triết lý đáng suy ngẫm hơn là đi mượn cô ô hết. Chẳng hạn như Mina viết tặng con gái rằng, hãy tha thứ cho những người làm tổn yêu thương con. Cuộc đời này chẳng ai làm vừa lòng được tất cả mọi người, cho dù con có dành tình cảm ấm áp để đối xử thì không phải ai cũng cảm chiếm được điều đó. Hay bài viết nhắn nhủ đến Minh Nhựa, sau cùng thiếu nữ chỉ cần sống theo chuẩn mực của bạn dạng thân chứ không cần theo tiêu chuẩn của đàn ông. Không chỉ thế, Mina Phạm còn ngày càng tăng màn chơi học thức khi viết ta tớt bằng thơ nữa. Bạn bè người thân cho đến cư dân mạng đều cảm thấy ngỡ ngàng, còn Minh Nhựa thì ai cũng đoán sướng thầm trong bụng vì những câu thơ mà Mina Phạm đăng lên toàn là các sân thả thính, không yêu chồng thì còn ai vào đây nữa. Có thể kể đến ta tớt mới nhất, anh ơi mưa gió cận kề, nơi bình yên nhất là về bên em. Hoặc sến nga như, mây suốt đời tình nghĩa với gió, em suốt đời chỉ có mình anh. Rồi cả lời bài hát lãng mạn nữa các mẹ ơi, em thích hoa hồng và mùa đông được anh ôm phía sau lưng. Thôi cũng có thể coi như đấy là sự tân tiến tích cực của Mina Phạm, còn hơn là bị ném đá cho to đầu.